tuổi trẻ, thời gian, kỷ niệm, cảm xúc, đam mê, sai lầm, cãi vã, thấu hiểu. Đã có lúc tự hỏi bản thân lựa chọn đúng hay là sai. Điều đó bây giờ đã không còn quan trọng nữa, vì sau tất cả, nơi mà chúng ta đã lựa chọn, nơi mà chúng ta đã dành thời gian cho nhau, nơi mà chúng ta đã cùng tạo ra kỷ niệm, nơi mà chúng ta gọi là mà thôi, nói chung là nơi ta thuộc về. 2, 3.
Kết thúc cũng chỉ là khởi đầu của một câu chuyện mới. Cho dù không còn gặp lại nhau nữa, thì hãy nhớ rằng những khoảnh khắc đó mọi lúc đều là thật lòng. Năm có tôi đã làm gì cho người sinh ra tôi? Năm có tôi đã làm gì cho người yêu thương mình? Năm có tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi? Và năm có tôi đã làm gì cho những mối quen thân tình? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua, buồn vui thế nào, có giận hơn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới. Trong em mình mãi về nơi mà ta có gia đình thương yêu, về nếm dưới bóng dáng của cha, về trong vòng tay của mẹ, để được nhìn thấy ánh mắt và nụ cười rất thương của một gia đình.